giải mã về 10 chi tiết bí ẩn trong Squid Game mà bạn không hề hay biết. Ở đây có một video rất chi là hot về Squid Game. Xin gửi lời chào đến tất cả các bạn khán giả đang thong thả xem trước video ngày hôm nay của Khả Bảo ở đây. Bạn thân mến, cho mình hỏi khi không phải, chưa ở đây có bạn nào đã xem phim bom tấn Squid Game hay chưa nhở? À có à? Thế thì khi xem ngoài những cái chi tiết được chìa ra trước mắt chúng ta ấy rất là dễ dàng nhận thấy, thì bạn có biết là những cái chi tiết ẩn đằng sau nó là gì hay không nhỉ? Thật ra ở trong bộ phim này có rất nhiều chi tiết phải thật là tinh tế lắm ấy thì mới nhận ra được ý nghĩa của nó. Chính vì vậy mà trong video ngày hôm nay, chúng mình đã làm một công cuộc vạch trần tất cả những sự thật ấy. Vậy thì bạn có muốn biết đấy là sự thật gì hay không? Và ngay bây giờ, một video cực kỳ thông thái xin phép được bắt đầu. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem Squid Game là gì mà lại hot đến như vậy các bạn nhé. Squid Game hay trò chơi con mực là một trò chơi dân gian được lưu truyền bởi bao thế hệ trẻ em tại Hàn Quốc. Squid Game có một luật chơi rất chi là đơn giản, có hai phe bao gồm phe tấn công và phe phòng ngự sẽ đứng trong hình vẽ chú mực ống với phần hình tròn kèm với tam giác ngược. Và nhiệm vụ của phe tấn công chính là phải dẫm vào phần tam giác này, còn nhiệm vụ của phe phòng ngự là ngăn cản phe tấn công xâm nhập vào phần này. Quá là đơn giản luôn đúng không nào? Và cũng chưa dừng lại ở đấy thì Squid Game còn là tên của một bộ phim cực kỳ hot vừa được ra mắt bởi Netflix. Squid Game quy tụ một dàn diễn viên phải nói là cụ tổ của nổi tiếng, ví dụ như là Lee Jung Jae, Ha Yoon, Ho Yeon Jung, Park Ha Soo và rất là nhiều diễn viên khác. Và giờ thì chúng ta đã hiểu Squid Game là gì, và bây giờ chính là lúc vén màn những chi tiết ẩn trong trò chơi con mực này mà phải là những thánh soi mới phát hiện ra được các bạn nhé. Trò chơi hoa dâm bụt nở. Ở đây có bạn nào còn nhớ trò chơi dân gian em bé tập đi hay không nhở? Nếu bạn vẫn còn nhớ trò chơi hoa dâm bụt nở trong phim này cũng có luật tương tự như thế. Và cụ thể, khi con búp bê giám sát kết thúc câu hát của mình và quay đầu lại, thì tất cả những người chơi buộc phải dừng mọi cử động của mình. Và nếu ai đó nhanh chân nhanh mắt mà đến được vạch đích trong thời gian cho phép và không bị búp bê phát hiện cử động thì sẽ giành chiến thắng. Luật chơi là như vậy, thế nhưng trong lúc đắm đuối con cá chuối vào phim, bạn có biết khi tất cả mọi người chơi bị hệ thống cảm ứng của con búp bê quét qua, họ đều có một vầng sáng màu xanh xung quanh để theo dõi nhất cử nhất động hay không? Đúng rồi, và kịch hay đã bắt đầu rồi đấy. Nếu bạn để ý sẽ thấy cụ ông Oh Young-soo lại hoàn toàn không có vầng sáng ấy. Và điều này có nghĩa là gì? Ông ta vốn từ đầu đã chẳng hề liên quan gì đến trò chơi này. Ông đứng ngoài cuộc chơi và không chịu ảnh hưởng của bất kỳ luật lệ nào. Bất ngờ chưa nhở? Và nếu bạn vẫn chưa tin, thì hãy đến với cái sự thật tiếp theo đây, chắc chắn sẽ khiến cho bạn hoang mang hơn nữa đấy. Bí ẩn đằng sau danh sách người chơi. Nói không phải khoe chứ có nhiều cảnh tượng trong phim cực kỳ là dễ nhận ra nhưng lại hiếm người biết. Ví dụ các bạn có để ý như trong ở tập 5, khi cảnh sát Jun-ho, Wi Ha-jun đột nhập vào căn phòng chỉ huy và tìm được danh sách người chơi, anh đã nhanh chóng lật dở từng trang để tìm thông tin về người anh trai đang thất lạc của mình. Và bạn có biết chuyện gì đã xảy ra hay không? Đập ngay vào mắt anh chính là trang đầu tiên là danh sách người chơi với việc bắt đầu từ số 002. Và điều này có nghĩa là đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy ông lão có số thứ tự 001 không phải là một người chơi thực thụ. Ông ta đứng ngoài tất cả cuộc chơi và chính vì vậy sự việc này dẫn đến cái điều tiếp theo sau đây. Cuộc thảm sát lẫn nhau của người chơi. Nếu bạn nghĩ trò chơi trong phim chỉ là một cú lừa thì xin chúc mừng, bạn xứng đáng được gọi là thần thông thái. Khi những người chơi phát hiện tàn sát lẫn nhau có thể loại dần đối thủ và giúp tăng số tiền thưởng cuối cùng, họ đã bắt đầu một cuộc ẩu đả vô cùng khốc liệt. Lúc này thì đèn phòng chung đều tắt và những tổ chức quyết định làm ngơ cái cuộc thảm sát này. Giữa cuộc hỗn chiến thì ông cụ mang áo số 001 đã trèo lên nơi cao nhất của căn phòng và lớn tiếng: "Hãy dừng lại đi, cứ thế này tất cả sẽ chết mất." Đương nhiên, nếu nghĩ đơn giản như vậy thì bạn sẽ thấy đó có vẻ chỉ như là một lời cầu xin của một ông lão già yếu và bất lực. Thế nhưng trong mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như thế, sự thật nó vốn không phải là một hiệu lệnh đối với ban tổ chức. Bởi vì sau đó đèn phòng đã lập tức được bật lên và cuộc hỗn chiến bị buộc phải dừng lại. Bạn thử nghĩ mà xem, làm gì có lời của ông già bình thường nào lại quyền lực như vậy đúng không nào? Cái chết như là một món quà. Ở đây có ai không sợ chết không ạ? Đâu đâu nhỉ? Ai nào? Ồ, quả thực là không có một bóng người luôn. Đấy, đối với chúng ta thì cái chết đáng sợ như vậy. Thế nhưng đối với Squid Game thì khác, cái chết trong đó sẽ được coi như là một phần thưởng, thêm mới khủng khiếp chứ. Chả là thế này, trong Squid Game mỗi khi có người chết thì những người lính canh sẽ mang đến một chiếc hòm gỗ gắn nơ như là một cái hộp quà. Và điều này minh chứng cho việc đôi khi cái chết của người này cũng là một món quà cho người khác. Hay một minh chứng rõ ràng hơn mà mình cũng vừa nói bên trên, đấy là khi số người chết càng nhiều thì số tiền thưởng sẽ càng nhân lên theo đấy. Và nếu như quá nửa người chơi bỏ cuộc thì số tiền sẽ được chia đều cho thân nhân của những người đã chết.
Và chưa hết đâu, cái chết trong game còn được ví như một cái sự giải thoát cho những đau khổ và tuyệt vọng mà họ đã gánh chịu. Nó như một món quà để họ có thể bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác. Ui dồi ôi, nghe đã thấy tốt ghê gớm mà sao cứ thấy rờn rợn đấy nhở. Thôi rồi nhá, sợ quá, phải sang phần tiếp theo cho sợ hơn mới được. Điểm bắt đầu cũng là nơi kết thúc. Điều này thì chắc chắn chỉ có fan cứng của Squid Game mới nhận ra thôi. Thế nhưng các bạn đừng lo, đã có mình rất chi là nghiêm túc ngồi ở đây, mọi bí ẩn chỉ còn là con muỗi thôi. Và cụ thể như thế này, xuyên suốt trong bộ phim, khi mà các nhân vật trải qua vô vàn đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng, thì cuối cùng họ cũng đều trở về nơi xuất phát của mình. Ví dụ luôn cho nó nhanh thế này, Sang-woo vốn dĩ ban đầu muốn kết liễu chính cuộc đời của mình vì thua lỗ nợ nần. Thế nhưng sau khi tham gia trò chơi đến phút cuối cùng, Sang-woo cũng tự kết liễu bản thân. Hay cả Sa-beok, cô đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa vì đã bị gã môi giới lừa tiền. Nhưng sau tất cả, cô lại tin tưởng Ji-hun và rồi anh ta cũng chẳng thể bảo vệ được cô. Ali bị ông chủ lừa gạt, quỵt lương, nhưng cũng chính vì lòng tin mà đến trò chơi thứ tư, anh lại tiếp tục tin lầm người để rồi phải chết. Và đặc biệt hơn cả, nam chính Ji-hun khi bước vào Squid Game, anh đã có một cuộc sống chật vật. Nhưng cuối cùng sau khi chiến thắng, anh cũng trở về cuộc sống y hệt như phút ban đầu. Túm cái váy lại, đây là một vòng luẩn quẩn mà thôi, chả có ông thần nào thoát ra được cả. Số mệnh định đoạt qua trò chơi đập giấy đỏ xanh. Bạn có nhớ cái trò chơi đầu tiên khi mà Ji-hun gặp người đàn ông lạ mặt hay không nhở? Ông ta đã xách một chiếc vali tiền với hai tấm giấy đỏ và xanh. Thế là thế nào nhở? À, tức là người chơi có thể được làm giám sát viên nếu họ chọn màu đỏ và ngược lại làm người chơi nếu chọn màu xanh. Xanh xanh đỏ đỏ thì suy cho cùng cũng đều có cái giá của nó. Những tên giám sát viên bỗng trở nên thành gã sát nhân hàng loạt, còn người chơi thì lại biến thành những con tốt thí. Họ đều có điểm chung là bản thân không thể kiểm soát chính mình và buộc phải rơi vào vòng luẩn quẩn tan nhẫn của giới siêu giàu. Và chưa hết đâu các bạn nhé. Ở một phân cảnh của tập 5, chúng ta thấy được những người giám sát cũng rất là sợ bị điểm danh thiếu. Điều này cũng ám chỉ rằng có những luật lệ riêng dành cho họ và kết cục cũng chỉ có thể là cái chết. Cuộc trò chuyện giữa Sa-beok và Ji-yong. Trong trò chơi thứ tư, khi phải đối đầu với chính đồng đội của mình để giành chiến thắng, Sa-beok và Ji-yong đã có một cuộc trò chuyện cảm động về đời người cũng như là nguyện vọng của cả hai. Không biết vô tình hay hữu ý, nhưng Ji-yong đã nhắc đến tên một bộ phim có ông hoàng phim hành động Lee Bung-hun tham gia. Dù không mấy liên quan đến chùm cuối nhưng có vẻ như nhà sản xuất lại tiếp tục cài cắm thêm một chi tiết thú vị, khéo léo, tiết lộ rằng tên chỉ huy mặt nạ bí ẩn được thủ vai bởi tài tử này. Chỉ khi chiếc mặt nạ được kéo xuống, khán giả mới vỡ òa vì cái sự góp mặt bất ngờ của anh. Và bên cạnh đó, những trò chơi diễn ra trong Squid Game còn được tiết lộ từ trước trên tường nhà của phòng sinh hoạt chung. Ngay từ đầu tất cả manh mối đã ở đó, nhưng các nhân vật cũng như khán giả lại bị cuốn vào cuộc đấu chết chóc mà không đủ tinh tế để phát hiện ra. Đề bài phơi bày ra trước mắt. Thật tình cờ nhưng cũng thật bất ngờ khi những trò chơi trong game đều được tiết lộ ngay từ đầu. Đó chính là ở phòng ngủ chính, ngạc nhiên chưa? Và để cho các bạn dễ hình dung thì tất cả đề bài vốn dĩ được hé lộ ngay từ đầu. Khi 456 chiếc giường của người chơi được rời đi, tất cả các bức tranh trên tường biểu thị cho trò chơi của Squid Game từ đèn xanh, đèn đỏ đến tách kẹo hay là kéo co thì đều có đủ. Nhưng tại sao họ lại không hề nhận ra, phải chăng con heo chưa đầy tiền đã thu hút họ và chẳng ai còn tâm trí để ý đến xung quanh? Và ở chi tiết này, Squid Game đã phát họa một câu chuyện chân thực rằng đồng tiền có thể che mờ mắt của con người bất kỳ lúc nào. Khi có quá nhiều tiền trước mắt, quả thật như là mỡ che miệng mèo, nên ai cũng đều ngu muội, đúng không nhỉ? Biểu tượng tròn tam giác vuông lấy cảm hứng từ đâu? Thật sự mà nói thì đây là chi tiết để lại rất nhiều sự tranh cãi lẫn sự tò mò nhất của phim. Ba biểu tượng này xuất hiện xuyên suốt bộ phim khiến cho cộng đồng mạng suy luận rằng trò chơi con mực lấy cảm hứng từ PlayStation. Tuy nhiên, thực tế không hề có mối liên kết nào giữa Squid Game và PlayStation. Theo tờ The Focus Frontic, ba biểu tượng tròn tam giác vuông trong phim chính là hình tượng của ba chữ cái trong bảng chữ cái Hàn Quốc. Và cụ thể, chữ O là biểu tượng của hình tròn, chữ G là biểu tượng của hình tam giác và chữ M là biểu tượng của hình vuông. Khi mà ghép tên ba chữ cái này lại với nhau, ta được cụm OGM trong tiếng Hàn đọc là Original Game, viết tắt của tên trò chơi con mực, một trò chơi truyền thống tại Hàn Quốc. Và lý giải này là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ ngay từ tập 1, đạo diễn đã gợi ý người xem về nguồn gốc của ba biểu tượng thông qua trò chơi con mực trong ký ức tuổi thơ, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tinh ý nhận ra. Và thôi được rồi, chúng ta hãy cùng đến với chùm cuối và chắc chắn sự thật này sẽ không làm các bạn phải thất vọng đâu. Anh trùm áo đen đã được gọi tên từ trước. Đố các bạn biết danh tính của người đàn ông mặc đồ đen được hé lộ ở tập bao nhiêu? Vâng, mãi đến tận tập 8 các bạn ạ. Lúc đó chúng ta mới rõ mồn một như ban ngày rằng cái người mặc đồ đen chính là anh trai của chàng cảnh sát. Và bất ngờ hơn nữa thì đây chính là vai diễn cameo của tài tử Lee Bung-hun. Danh tính diễn viên được giữ kín khiến khoảnh khắc này trở nên vô cùng sửng sốt với khán giả.
Tuy nhiên bạn có biết hay không, mọi chuyện đơn giản hơn thế khi ở trò chơi bắn bi. Trong cuộc trò chuyện giữa hai cô gái Shabyeok và Jijong ở trên, cái tên của anh sát thủ áo đen đã bị nhắc tới một cách ngẫu hứng mà chả ai nhận ra. Thậm chí phải đến lúc xem tới cuối phim và lật ngược trở lại, người ta mới hiểu được dụng ý của nhà làm phim rằng không có chi tiết nào là thừa thãi cả. Ngạc nhiên chưa? Hello hello! Và sau đây sẽ là chuyên mục comment hay trả lời liền tay. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời comment ở trong video 10 sự thật ngỡ ngàng về phim hoạt hình Pokemon Pikachu mà hiếm có ai biết. Bình luận của bạn Yến Nhi Trần: tôi là fan cứng của Pikachu nè. Xin mời anh em vào thả tim nhé. Và nếu mà có bạn nào giống như Yến Nhi Trần cũng là fan của Pokemon với Pikachu thì hãy điểm danh ngay dưới phía bên dưới nhá. Bình luận của bạn Hậu Nguyễn: em thích Pikachu của hiện tại hơn. Thật ra con Pikachu bây giờ thì trông nó nhỏ nhắn hơn, còn nhưng mà cái em Pikachu ngày xưa nhìn nó cũng khá là dễ thương. Người ta hay nói là ai rồi cũng bị heo nhập, nhưng được cái em Pikachu này không bị nên là nhìn cũng khá là dễ thương. Bình luận của Thùy Linh Ngô: em đang coi Pokemon nè, xem để lấy lại tuổi thơ thôi chứ mà nói thế thôi chứ Pokemon vẫn khá là chân ái em nhỉ. Bình luận của Trung Nguyễn Quang: em xem xong ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa luôn. Nói chung là còn rất là nhiều những video dạng giải mã những cái chi tiết ẩn ấy, thì em hãy truy cập vào kênh và xem, còn nhiều cái còn bật ngửa hơn nữa luôn em ạ. Bình luận của Quân FA lớp 6/8: em bình luận mãi mà không được lên TV. Đây, ok em lên luôn đây này, và tiện thể nếu mà bạn nào có thể giúp được thì giúp cho bạn ấy hết FA đi nhá.